Thì mình đang hàng trên cây súng dài 5 mét miên man, chúng ta đang bước ra ngoài này xa rất thật xa. Cái nàng thấy nó kể không? Và bây giờ chúng ta vô hàng liền. Quá tuyệt vời, cái hàng nhìn thấy cái đường hàng nó là rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn. Hai sáu năm nó đang hàng đó quý thầy. Quý thầy nhấn nút đăng ký kênh, đường hàng nó trắng sáng đẹp long lanh không? Mấy cái sĩ này lấy tay quét ra được đó. Nó tay luyện thiết xa trưởng cho nên quẹt ra bình thường. Quý thầy đang theo dõi mình đang hàng nhôm bằng cách độ hở rất là cao. Khi mình vớt hai tấm nhôm này, quý thầy sẽ lắc mỏ qua lại như vậy. Và quý thầy đang coi chính là con mắt mít 265 chúng ta nó thực hiện. Là cái điều rất khó mà những con máy giá trị tương đương trên thị trường không thể làm được. Mình dám khẳng định điều đó. Mọi người đăng ký kênh coi bên trong đó, mình đã nói được hai cái miếng với độ hở rất xa như thế này. Hôm nay mình nhấn mạnh rất sâu về vấn đề hàng nhôm trên con mắt mít 265 này. Quý thằng đang theo dõi, đây là mình hàng dây inox không dùng khí trên mắt mít 265 tên da. Đây là một trong những tính năng cũng rất là vượt trội trên dòng máy này. Thì trong video bên trong quý thằng sẽ coi mình review đầy đủ hơn nhớ thằng nha. Và có chương trình khuyến mãi được rỡ lòng em trong ngày 6 tháng 8 này đối với dòng mắt bích 265 trần da. Đó, quý thằng thấy mình vừa bon xong rồi đó. Chào mừng quý thằng thương mến quay trở lại vào buổi tối ngày 6 tháng 8 năm 2024 trên kênh Máy Hàng Em Quyền. Trong chương trình tối nay thì mình muốn thông báo quý thằng rằng vì mắt bích 265 tên da là sắp sửa hết rồi. Tức là máy này mình bán rất là chạy trong suốt 4 năm vừa qua. Đây là một dòng máy mít 5 kg có cái thiết kế motor lớn, thực sự là hàng nhôm và cũng như rất là hàng nhôm cũng rất tốt, hàng sắt rất tốt, hàng inox không dùng khí cũng rất tuyệt vời, hàng sắt không dùng khí cũng không thua kém và được rất là nhiều khách hàng ở khắp muôn phương đón nhận. Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa cũng như miền Tây, miền Đông Nam Bộ cũng như Tây Ninh quê hương của mình. Thì còn 50 máy nữa sẽ phải chờ đợi khoảng 1 tháng rưỡi, tức là tầm 45 ngày thì máy này mới trở lại, cho nên mình luôn làm luôn một cái chương trình rực rỡ lòng em trong những ngày đầu tháng 8 cũng như trong cái tháng 7 cua hồn này. Mình sẽ mở cái chương trình là khuyến mãi ngay bây giờ. Và mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi bên trong cái chương trình khuyến mãi nó rực rỡ như thế nào. Hỏi đàn ngang, trước khi vô đó thì mình cũng cảm ơn 5 anh khách hàng thương mến mới coi video hồi trưa thôi đã đặt dòng máy cắt 50 rất là tuyệt vời này trên kênh Máy Hàng Em Quyền với sự khuyến mãi là tặng là thêm tổng cộng là từ 10 bộ lúc trước, bây giờ tặng lên 20 bộ bé cắt lát ma và cũng như tặng thêm một cái nón hàng này. Và giá vẫn không thay đổi là 4.800.000. Có trong đó có hai anh không thèm cái nón và không thèm lấy thêm 10 bộ bét, mình đã giảm đi 350.000. Cắt 50 này giờ nếu mà chỉ lấy là 10 bộ bét lát ma rồi như cũ á và được tặng thêm cái nón này ha, thì sẽ còn chỉ có là 4.450.000 bao ship khắp muôn phương. Và nó là rất là tuyệt vời. Nếu những cái hàng nào đã từng có máy mít này rồi thì nên tận dụng chương trình để đầu tư máy cắt 50 tên da xịn hào này. Đối với nó là nó đụng cái gì là nó sẽ quất cái nó. Ví dụ rất đơn giản như thế này, đụng nhôm là mình sẽ bóp cò một cái là cắt nhôm. Ví dụ nha, đụng vô inox là nó sẽ quất inox liền tức khắc, không có gì khó khăn hết đối với 50. Rất được trở lòng em. Rồi đụng vô sắt dày sắt mỏng gì nó cũng làm được láng hết trơn nè. Đụng vô sắt dày nè, chỉ cần nhẹ nhàng thả lên miếng nhôm này là nó đã dẫn mát rồi, nó quất liền một đường liền nè. Cho mọi người coi nè, đây là miếng thép để làm cửa kéo nè, vô giá rực rỡ lòng em. Giá chỉ có bây giờ nếu mà không lấy thêm 10 bộ bét á, là quý hàng được trừ ra luôn 350.000, còn 4.450.000 vô. Rất rực rồi, rất tuyệt vời đó. Thì ý mình muốn nói là gì, cảm ơn 5 anh khác rất nhiều đã tin tưởng kênh Máy Hàng Em Quyền, đặt hàng
Thì toàn bộ mình đã đóng đơn 5 cái đi rồi, thì hôm nay quay trở lại là mình muốn nói gì khách hàng nào chưa đã có lách ma thì tối nay coi chương trình này để mua mít. Còn những khách hàng nào chưa mua lách ma coi video trưa nay lúc 12:30 mình đăng lên ngày 6 tháng 8 thì sẽ thấy rực rỡ lòng em cái chương trình của con lách ma 50 này. Bây giờ không tránh mất thời gian đông dài của quý khách hàng nữa, mình vô ngay liền. Đây là mắt mít 265 Tenza với thiết kế rất là mạnh mẽ, với dòng hàng có thể là giúp cho quý hàng hàng được đồ mỏng từ 5 gem cho đến 8 ly khi mà mình hàng ở trạng thái là có dùng khí, với giá bán là 4.800.000. Trước đây mình bán cho quý hàng là gì? Mình cho quý hàng một cây súng là chỉ có 3 mét thôi, nhưng mà hôm nay nè, đây là chương trình khuyến mãi rực rỡ là mình sẽ tặng cho quý hàng là cây súng rất là xịn hào như thế này. Mọi người cầm nắm cây súng trên tay thì sẽ thấy cái chất lượng nó rất là cao. Mình sẽ lấy lại cây súng 3 mét giá 4.800.000, mình tặng cho quý hàng cây súng dài mới vừa khui ra khỏi cái bịch nè, 205 mét, rất tuyệt vời, với cọng cáp thiết kế tay cầm nắm rất là nhỏ gọn, chắc chắn phù hợp với người Việt Nam đó. Đây là chương trình một cây súng này không, thay vì quý hàng phải đầu tư. Trước đây mình bán 4.800.000 coi cho cây súng có 3 mét thì quý hàng muốn đổi qua cây 5 mét này phải bù 300.000, nhưng hôm nay giá 4.800.000 vẫn giữ nguyên, nhưng mình sẽ tặng cho quý hàng một cây súng dài 5 mét miên man như thế này. Rồi, 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát, cáp 16 ly vuông, magic 100% bằng dây đồng như thế này. Đây quý hàng thấy, và đồng thời với thiết kế dặn răng thì nó giúp cho cái máy của chúng ta khó bị mô ve lắm. Quý hàng hình dung mình nói không? Thì đó, 4.800.000 súng, rồi kìm hàng, rồi kẹp mát, rồi ống dẫn khí nè, rồi một cái đồng hồ hạt gông xịn hào Yamato nè. Mặc dù Yamato Nhật nhưng mà mình vẫn nói rõ đây là Trung Quốc sản xuất, mình không có gian dối mập mờ giống một số kênh YouTube ở trên nền tảng mạng xã hội. Cứ là Yamato, cứ là Kobe, tứ là Fuji, là Nhật, là tào lao liền. Một cái đồng hồ của Nhật như vậy giá phải là 2.500.000, mình nói thật lòng với khách hàng luôn. Tiếp tục, quý khách hàng sẽ được có một đôi bao tay da xịn hào như thế này, một hũ sáp như thế này, một cuộn dây hàng 5kg như thế này có dùng khí nha các bạn nha, rất rực rỡ lòng em. 10 cái bét hàng và 3 cái chụp khí đó, với giá 4.800.000 không thay đổi mà tặng thêm cái súng 5 mét. Mọi người bây giờ chương trình sẽ là như thế này đi, mình quyết định về đi là cho quý hàng thêm một cây súng này để mình hàng nhôm, tại vì hàng nhôm á quý hàng không có xài được cho bằng cây súng là Bana này đâu. Cái súng Bana này cái bét nó dài lắm, bét nó tới 45 ly lận, cho nên là dây nhôm nó chạy trong này không có được, với cái chụp khí này nó chạy không có ngon. Cho nên mình quyết định như thế này, mình tặng thêm cho cái thằng cây súng 15 AK chuyên trị hàng nhôm này. Đây, giá vẫn 4.800.000, có nghĩa là quý khách hàng sẽ được hai cây súng, một cây để hàng nhôm và một cây dài 5 mét này để mình hàng sắt, rất rực rỡ lòng em. Còn mọi người không thích hàng nhôm đúng không, trả lại cho mình cây này đi, bớt cho quý hàng 300.000, còn 4.500.000 mà được cái súng xịn hào mình mới vừa cho mọi người coi, và đồng thời cũng sẽ là giá cũng là được giảm mà cái súng lại được dài, giá giảm súng dài cho máy hàng mít thông minh. Đó là tiêu đề của ngày hôm nay. Mình chưa nói hết nữa, tặng thêm cho quý hàng một cái nón này nữa, tặng thêm một cái nón hàng điện tử này để chúng ta kết nối vô trong cái phần mà súng dài giá giảm cho mắt mít 265 này. Vô tiến hành đầu tiên, mình rất thích con máy này ở trạng thái hàng nhôm, vì thế mình đã lắp dây nhôm và chúng ta sẽ tiến hành. Mọi người chú ý nè, để hàng được nhôm thì cái súng hàng mít đang gắn bên dấu cộng và mình sẽ gắn kẹp mát vô dấu trừ. Máy này nó rất dễ chịu quá nè, đây mọi người coi, nó dặn răng nè, nãy mình có nói nè ha, dặn răng rất là bền, khó bị mô ve. Bây giờ nó đang ở trạng thái là CO20.8, có nghĩa là đang hàng sắt. Mọi người chú ý nhẹ nhàng, khi mình nhấn nhẹ nhàng qua nhôm thì điện áp tự động nó sẽ trừ. Ở sắt ví dụ mình đang chỉnh là 3 số 2 là ampe, điện áp 20V9, mình nhấn nhẹ nhàng qua hàng nhôm, mọi người chú ý nè, là điện áp hoàn toàn thay đổi nha. Nó tự động em nó sẽ mất đi một cái lượng volt, có nghĩa là máy nó đã lập trình sẵn cho chúng ta về vấn đề điện áp để hàng nhôm. Bây giờ mình sẽ kết nối cái chai khí hạt gông đang rất nhỏ dễ thương miên man đang nằm đây, để lên bàn cho mọi người thấy rõ sự rực rỡ lòng em của nó luôn. Đây mình đã kết nối vô máy hàng mở đồng hồ khí hạt gông,
mình làm rất là rõ ràng, không gian dối mập mờ, và bây giờ chúng ta tiến hành hàng ngay liền một cái đường hàng nhôm cho quý khách hàng thấy cái sự tuyệt vời của chú máy này. Quý khách hàng cho phép mình nhờ đứa một người trợ giúp bỏ một cái máy có chức năng hàng có khí seal hay bảo vệ lên bàn để mình tiến hành. Mình nhờ đứa em này, đứa người Ấn Độ này, nó bỏ lên tém dẹp cái đó. Rồi mình sẽ xong cái nhôm này qua hàng sắt liền để tránh mất thời gian. Rồi em lấy cuộn dây inox không dùng khí, em gắn vô con máy thứ ba luôn để anh giới thiệu cho khách luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng cái góc này cho tất cả quý khách hàng coi. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô! Sau khi mình hàng đường nhôm này xong, mình sẽ lên hàng sắt liền để quý hàng thấy cái giá trị tuyệt vời của con máy mít này. Đó, mình đã thực hiện xong một đường hàng gốc rất rực rỡ và sắc nét. Mình làm còn nhanh hơn một cái đứa em mình nó đang lắp dây nữa, quý hàng thấy không? Đó, tức là cái dây này, cái máy này nó hàng rất là dễ dàng. Đó, mọi người thấy rõ ràng. Mình không gian dối, mập mờ bất cứ điều gì. Hàng một cái đường nhôm như vậy thì rất là đáng đồng tiền bát gạo trên con máy này. Đó, mọi người thấy sự tuyệt vời của nó không? Đó, mọi người chưa tin hình dung ra được nữa thì mình đẩy luôn một cái góc này nữa nè. Đây, mình sẽ hàng méo qua bên một đường này. Mình sẽ ghép hai cái mướn nhôm nó hở hàng này ra. Tại sao mình làm nữa? Lý do là mình chờ đứa em nó rắc cho mình cái khí CO2. Bon. Không? Nó hơi hở ha. Bon. Rồi, mình sẽ tiến hành hàng cái đoạn này. Đó, mời tất cả mọi người theo dõi. Đó, lần này mình sẽ hàng tới đây, mình nghĩ nha, chỗ này nó hở dữ lắm, mình sẽ nhôm nó khó lắm. Mọi người coi kỹ nè, ở góc độ này rất đẹp. Nó mình quay giờ này đã là 18 giờ 30 phút rồi. Cho nên là nó không đủ ánh sáng máy nha các thầy nha. Vô! Quý thầy có thể lắc mỏ như thế này để chúng ta điều phối hồ quang. Rồi, tới đoạn này nó hở rồi, mình ngưng lại. Đoạn này nó hở, nãy mình có nói rõ, mình ngưng lại. Còn chỗ này nó hở hơi hơi thì mình làm luôn. Đây, mọi người tập trung vô cái đường hàng mình mới vừa thực hiện ở đây. Rất sáng giới, rất là rực rỡ lòng em này. Đó, các thằng thấy không? Đụng tới đâu mà là mình cảm thấy mình ghiền tới đó. Đây nè, mình sẽ nối những miếng nhôm này nữa. Trong lúc đứa em không biết nó cho dây ra chưa, nó cho ra dây, thì mình sẽ qua làm liền cho mọi người coi. Mời tất cả các thằng theo dõi. Chúng ta đều phối hồ quang qua lại như thế này. Đó, giá trị đáng kể của nó. Đó, mình đã ráp xong xuôi tất cả các kiểu rồi. Và phía bên trên đứa em nó đã gắn toàn bộ đầy đủ để hàng sắt. Rồi, như mình đã thực hiện rất là nhiều. Gốc, nữa thằng thấy không? Gốc nè, đường thẳng nè, hàng rất là nhiều kiểu. Quý thằng thấy rất rực rỡ lòng em không? Rồi, mình sẽ tiến hành qua, mình sẽ hàng sắt liền. Quý thằng nhớ đầu video mình có cắt hai miếng sắt dày 8 ly không? Đây, đầu tiên mình sẽ quất liền miếng sắt dày. Thôi mình sẽ hàng cái miếng mỏng mỏng này đi. Rồi mình sẽ ghép một cái miếng mỏng miên man này cho mọi người coi ở trạng thái này. Thì mình đang hàng trên cây súng dài 5 mét miên man. Chúng ta đang bước ra ngoài này xa, rất thật xa. Quý thằng thấy rất kỹ không? Và bây giờ chúng ta vô hàng liền. Vô! Quá tuyệt vời, quý khách hàng nhìn thấy cái đường hàng nó là rất là đẹp.
rất là chắc chắn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy một cái miếng sắt dày 8 ly này, mình sẽ xe một núm nhẹ nhàng tình cảm nó lên. Đây, mình sẽ tỉnh lên tầm 190A và mình sẽ hàn miếng sắt dày 8 ly này cho tất cả mọi người coi. Đúng. Rồi, tiến hành hàn một đường thẳng cho mọi người coi. Hai sáu năm nó đang hàng đâu quý thầy. Quý thầy nhấn nút đăng ký kênh, đường hàng nó trắng sáng đẹp long lanh không? Mấy cái sĩ này lấy tay quét ra được đó. Nó tay luyện thiết xa trưởng cho nên quẹt ra bình thường. Mỗi hàng góc rất đẹp, rất sáng sủa. Quý thầy thấy không? Kéo là thấy ghiền miên man liền. Xong rồi đó, nó thấy cảm thấy ghiền nó đẩy đường nữa nè. Cho mọi người tin nha. Nó nãy giờ là chưa tin đúng không? Làm cái nữa cho tin nè. Bon. Bon. Mít là rất tuyệt vời. Mời mọi người theo dõi một lần nữa. Mời tất cả các bạn theo dõi nha. Quá rực rỡ lòng em. Xong. Bây giờ vô cái ưu điểm tối đa của nó là nó hàn inox không dùng khí nha các bạn. Inox không dùng khí, mình sẽ làm một cái nữa trên cái máy kia. Máy thứ ba mình đang gắn là dây inox không dùng khí và mình sẽ nhẹ nhàng mượn cái kẹp mát này. Mọi người chú ý nè, dây inox không dùng khí chúng ta cũng gắn y chang là dây sắt hoặc là dây inox có dùng khí, có nghĩa là kẹp mát vẫn tiếp tục gắn bên dấu trừ. Súng hàn vẫn gắn bên dấu cộng và mình nhẹ nhàng nhấn lại ngay chỗ này, chỗ CO2.8. Đối với inox thì mình cần bù thêm 1V với nè, 1,5V, tại vì inox thì nó cần cái điện áp cao hơn là sắt, vì thế mình đang cho nó bù lên 1,5V bên này rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ ve về, mình sẽ hàn hai một cái miếng inox dày 1 ly này. Đây là những cái đường trang trí cổ bô của thằng 250V nè, với nè thấy không? Top Gun nó làm đẹp bà cố luôn. Rồi, mình sẽ đành đoạn, mình sẽ bon lên đây một đoạn inox không dùng khí để cho mọi người thấy ha. Mời tất cả quý thầy theo dõi là mình bon này nha. Inox không dùng khí nha. Lửa rất là nhẹ nhàng tình cảm với thằng thấy không? Quý thằng đang theo dõi, đây là mình hàn dây inox không dùng khí trên mắt mít 265 tên da. Đây là một trong những tính năng cũng rất là vượt trội trên dòng máy này. Thì trong video bên trong quý thằng sẽ coi mình review đầy đủ hơn. Nhớ thằng nha, và có chương trình khuyến mãi được rỡ lòng em trong ngày 6 tháng 8 này đối với dòng mắt bích 265 trần da đó. Cái thằng thấy mình vừa bon xong rồi đó nè, rất là rực rỡ lòng em. Cái thằng thấy không, đường hàng nó sẽ rất trắng sáng đẹp long lanh nè mọi người coi nè. Rồi mình sẽ đánh cái sĩ ra. Lý do mình tạt nước là do inox nó có lớp thuốc á, nó rất là dễ nó, thằng thấy không, nó được cái này nó mất cái kia cho cái thằng đó. Mình sẽ đó, đường hàng nó trắng dưa giới nè thấy không. Còn cái chuyện mà dân cái này là buộc phải có nha. Đối với inox không dùng khí là quý hàng phải chịu cái này nha. Mình phải lấy máy nhám ship á, mình đánh mấy cái ship này ra. Nhưng mà cái đường hàng của nó cũng không có tệ bạc gì đâu đó. Đây là dây inox không dùng khí nè, quá rực rỡ lòng em đấy, thấy không. Xong. Bây giờ video đến đây đã quá dài rồi, mình xin phép dừng video. Quý hàng xin nhớ là mắt mít 265 là một chọn lựa rất là tối ưu nha quý hàng nha. Rất tuyệt vời. Chào quý khách hàng, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.